Mình xem private. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bàn đến chủ đề đó là cách xưng hô trong giao tiếp với nhau. Thì nói nôm na đơn giản một cách bằng tiếng Việt thì nội dung nó chỉ gồm đó là tớ, cậu, anh ấy, cô ấy, tụi mình, các cậu và bọn họ. Và nếu nói một cách theo kiểu như là một nhà ngôn ngữ học một chút thì cái này được gọi đó là đại từ nhân xưng ở trong một ngôn ngữ. Thì đối với tiếng Nga nó cũng có một cái đại từ nhân xưng, nhưng vì phần liên quan đến ngữ pháp thì nó sẽ phức tạp hơn một chút. Bởi vì trong tiếng Nga thì về phần ngữ pháp nó sẽ có 6 cách, và tương ứng với lại 6 cách này thì chúng ta sẽ có đại từ nhân xưng gọi theo 6 cách khác nhau. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ làm đến đối với đại từ nhân xưng trong cách 1. Cùng bắt đầu nè. Nếu như tất cả các bạn đã xem qua theo series hướng dẫn tiếng Nga của mình thì có thể nghe được qua những câu nói như là câu thứ 3 đó là mình là YouTuber đến từ Việt Nam. Thì đối với các bạn thì có thể không phải là một YouTuber thì các bạn có thể dùng nó là mình là sinh viên chẳng hạn, thì sẽ nói là ja student. Còn đối với lại các bạn nữ thì nói tiếng Nga thì các bạn sẽ thêm K vào cuối đuôi, thì bạn sẽ nói là ja studentka. Anh yêu em. Em là một nửa của anh. Я люблю тебя. Ты моя половина. Crush nó có là một nghĩa là như là một ai đấy là crush của mình. Thì nếu bạn là nam thì bạn sẽ nói là Anna Maria Uvulichenia. Và là nữ thì bạn sẽ nói là On Maria Uvulichenia. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ có đáp án cho tớ, cậu, anh ấy, cô ấy lần lượt là Ja, Tư, On và Anna. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Còn tụi mình, các cậu, bọn họ sẽ lần lượt là Mư, Vư và An Nhi. Nhìn em hạnh phúc bên ai càng làm anh tan nát lòng. Mới hiểu tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa. Ngoài ra thì Vư còn được dùng trong trường hợp đó là chỉ duy nhất một người, nhưng người đấy có thể là lớn tuổi hơn bạn, hoặc là bạn tôn trọng người đấy thì bạn có thể dùng là ngôi vư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp tất cả các bạn ở trong video lần sau nhé. Bye bye.